Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái video để thông báo cho các bạn, cũng như là chúc mừng các bạn cái dự án con hôm trước con mình giới thiệu với con Brown này. Browder. Search nhé. Con này hôm trước mình có làm một cái video hình như là thế, rồi hướng dẫn các bạn add cái làm tham gia cái con này. Đấy, đúng không? Đây đây đây. 5.000 token Brown nền tảng Algorand đây, đúng rồi. Về rồi nhé mọi người ơi. Đây mọi người vào đây mọi người sẽ thấy cái ấy của nó này. Là nó có cái thông báo về luôn nè. Đấy. Red này, transfer này, có 5.000 Brown này. Chúng ta sẽ sang đây để chúng ta trade nhá. Con này thì lại phải pet ID hả? Đây. Nó có sẵn ở đây rồi tại vì hôm trước mình add rồi. Hôm trước mình hướng dẫn các bạn add rồi. Đây. Video hôm trước này là có add rồi nhá mọi người nhá. Thì khi add vào thì nó đã hiện đây rồi. Các bạn muốn bán thì các bạn ấn vào đây, ấn mark lên nhá. Được 2,5 AGL tương đương với khoảng 4,6 đô la mọi người nhá. Swap thử xem nào. Các bạn phải có ALGO để làm phí nhá mọi người nhá. Không là không được đâu, phải có phí hết, tất cả các mạng đều phải có phí nhé mọi người nhé. Ví dụ mạng Binance thì có BNB, mạng Huobi thì có HT. Try again later. What the hell? Mạng hả? Hình như là tại mạng ấy. Ừ, sao vậy? Người ta trade ầm ầm mình tôi đến lúc tôi lại không trade được vậy. Slip 5%, ok chưa? Swap free là mất 15 coin. Được 4 đô cũng được mà. Đấy, nhiều ACC thì lại càng lại ngon đấy mọi người. Ừ. Nhiều nhiều ACC lại ngon, mỗi kèo cứ mỗi ví cứ 4,5 đô thì lại ngon đấy. Đây rồi. Giờ nó mới connect. Giờ nó mới connect được này mọi người. Mật khẩu sinh nhanh. Redeem cái gì? Cái này redeem cái gì? À, khi chắc là khi mình trao đổi thì nó có cho thêm một ít ALGO đó mọi người ạ. Đây. Thôi 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 kệ rồi, ok không sao cả đấy, coi như là được 4 gần 5 đô mọi người nhá. Đấy, nhưng coi như là cũng chúc mừng các bạn có tiền để làm phí rồi. Mai kia này có gì thì mình còn có cái để mà làm phí. Mai net đấy à, cái này khác chứ, ví nó đây mà. Rồi ok, chúng ta trade lại chúng ta loát lại để xem là có chưa nhá. Vị chính này, asset này. Đấy, lên 7,5 rồi này mọi người. Đấy, bán rồi nha.
Đây cộng 2,5 này, lúc nãy claim được thêm một ít này. Ok không sao cả. Thế thôi mọi người nhá. Tại cái giao diện này mình không thấy thích mấy. Ok mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người check nhá. Chúc mừng các bạn một lần nữa nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.